Bạn ơi, hôm nay em được 10 điểm rồi, anh mua quà tặng em đi. Wow, em học giỏi ơi. 10 điểm nha. Thôi, anh có quà tặng em này. Đây. Đây. Nhiều quà quá anh ơi. Này. Thôi của em nhá. Cầm đi chơi. Chơi. Anh ơi, hôm nay cô giáo tặng cho em con một. Anh có cái gì ăn không? Học hành được chia một điểm em. Ăn đi mà ăn. Đi, chịu khác đời. Đi đi. Mình một câu một phần hai đúng. Mà sao cô giáo lại cho mình một điểm nhỉ? Bạn ơi, cho mình chơi với. Bạn học tốt, chơi gì mà chơi. Khi nào bạn được 10 điểm, mình cho bạn chơi. Bạn học tốt lắm. Các bạn nhớ đăng ký kênh này giúp mình học giỏi để mình có nhiều đồ chơi hơn nha.